Báo cáo với lại quý cụ quý mợ là để cho em phần đầu tiên em nói chuyện một chút với lại vài trưởng thượng. Sau khi là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện trên truyền hình thì những cái thứ nhời nhẽ khiêu khích linh tinh phèn tự nhiên lại bỏ hẳn. Cũng như cái đợt là như ông Lưu Bình Nhưỡng ngày xưa ấy, ngày trước ấy chứ không phải ngày xưa ấy. Lúc nào cũng quy chụp, lúc nào cũng thế này thế kia, xong đến khi mà thấy vợ con ông ấy bỏ ra một số tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho cái việc làm sai trái của ông ấy, thì lúc đấy đã tự nhiên những cái chỗ nào mà là cộng sản răng bẫy, cộng sản đòi bắt là hết, nào là người dân không còn chỗ kêu oan, công lý không còn hy vọng gì mà thực thi ở Việt Nam nữa, tắt điện hết, tắt điện bằng hết. Hôm nay này hai ngày hôm nay thì đối với sự kiện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện một cái thì chúng nó cũng thế thôi, không có cái gì hơn mà cái miệng lưỡi của cái nòi ba que thì bao giờ nó cũng là cái miệng lưỡi của nòi ba que đó, nó cứ thế thôi. Thế hôm nay thì lại bắt đầu là ngay vừa lúc nãy thôi chứ chẳng có phải từ sáng đâu, từ sáng mấy cái kiểu nói chuyện vớ va vớ vẩn ấy thì nó không 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 có cái gì đáng nói. Vừa nãy lại có quý trưởng thượng bảo là cái gì nhỉ, thằng San Kham mà nó nói đến cái luật đất đai ấy, thì một lát nữa thằng Viên Ải mày cũng sẽ hùa theo cái lao động luật luật đất đai, nhưng mà trước sau gì ấy, người dân Việt Nam không được sở hữu đất đai thì còn tiếp tục bị cộng sản cướp đất, còn tiếp tục bị cộng sản cướp đất. Đây là cái giọng giọng điệu của quý trưởng thượng này, nghe nói thực sự là rất là ngứa tai. Tớ nói cho một quý trưởng thượng một câu nghiêm chỉnh này này, riêng cái chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam chúng tớ là sở hữu toàn dân đấy, các loại quyền của người dân chúng tớ ấy, sử dụng đất ấy, là có cái gì sổ hồng, sổ đỏ, sổ rời, sổ đất gì nó cũng chỉ là quyền sử dụng rồi là giới hạn bao nhiêu năm. Nhưng mà một khi đã có những cái quyền sử dụng như thế thì nó lại có rất cái quyền này của chúng tớ nó cao hơn các vị nhiều lắm. Cái quyền lợi khi đang được sử dụng nó cao hơn quý vị nhiều lắm. Chúng tớ được bán, được cho, được tặng, được thừa kế, khi di rời chúng tớ được đền bù, hoặc theo luật mới bây giờ nữa thì ở trong cái khu vực này như thế chúng tớ có quyền chuyển đổi sử dụng, mục đích sử dụng theo yêu cầu của cái chủ đầu tư mới khi mà đến, vân vân và vân vân. Cái này nó hay, thế đâu có phải là phương Tây các vị không được cho, được quyền, được cho, được tặng, được bán, được biếu, nhưng mà vấn đề là cái thuế khóa của các vị nó vô cùng khủng khiếp, vô cùng to lớn. Ai đời mình bỏ ra một đống tiền mua rồi, bỏ ra một đống tiền mua mua đúng được nhà, được đất của mình rồi, nhà là của mình rồi, đất của mình rồi, giấy tờ mình sở hữu đàng hoàng rồi, nhưng mà hàng tháng phải nộp thuế sắp chết, thuế tháng cộng dồn và thành thuế năm, 2 tháng không nộp được thuế nhà, tiền nhà ở, xin mời anh ra ngoài trở thành vô gia cư. Thế thế thì là làm sao? Ô đây nhà của mình, đất của mình, thì đương nhiên có 1 2 tháng, cùng lắm đến 3 tháng thì không nộp được cái tiền nhà tiền đất đấy thì anh trở thành người vô gia cư, sau đó là anh phải làm những cái thủ tục anh bán cái quyền sở hữu của anh đi. Vậy thì tại làm sao mà lại đã là sở hữu của anh thì tại sao là anh lại không được cư trú hợp pháp trên cái chỗ cái quyền sở hữu của anh như thế, ở cái mảnh đất, ở cái ngôi nhà mà anh có cái sự sở hữu như thế, có phải không?
Mỹ nó sở hữu quốc gia. Có nhà tháng vẫn phải gồng mình lên đóng thuế hàng tháng, đúng rồi đấy, còn gì nữa. Đấy, nó khổ như thế. Ủa thế đơn giản thôi, như nhà cháu này hai sàn gần 200 mét vuông, nhà cấp 3 kiên cố, thế mỗi năm nhà nhà cháu mất có 325.000 tiền thuế thuế nhà đất ấy, cả một năm trời, có khi lại lãng quên đi đấy. Bây giờ còn thanh luôn là cuộc sống số đấy, người ta còn là người ta nhắn tin, người ta ấy trên cái hệ thống ấy. Khi nào mình có cái đồng lương một cái thì bắt đầu là mình lại chuyển khoản ngay. Cái ngày trước ấy, có mấy khi được ở nhà đâu, đến kỳ đến hạn nộp thuế, nhân viên thuế đến nhà lần một lần hai cũng được, có khi chậm thuế cả một tháng hai tháng, đến tháng thứ ba thì tổng kết quý người ta mới lò dò người ta rình bằng được, có khi đến buổi tối người ta mới đến đến nhà để làm việc. Nhưng bây giờ thì chuyển chuyển nhanh cả năm trời, 325.000 tính vào bao nhiêu đô la các cụ không ạ? Nó có mất 150 đô la không? Không có, đúng không ạ? Đấy. Thế còn bây giờ nói nghiêm túc thì vào cái chuyện là cái quan điểm của các vị mà nói đến cái sửa đổi luật đất đai mà lại để cho nhà nước cướp đất của dân ấy, thì có phải là cái luận điểm nó ngu hết sức. Đấy chỉ ra một cái biểu hiện nhỏ nhỏ như thế thôi thì nó đã thấy các vị là hết sức là thiếu cái độ thông minh cần thiết của con người khi mà đối thoại với nhau, phải không? Bây giờ ấy, ở Việt Nam thì người ta xác định hay ở đâu cũng xác định thế thôi, đất thì nó là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, là một cái thứ tư liệu sản xuất mà nó không thể thiếu được, nó là cái tư liệu sản xuất hết sức đặc biệt, nó là thành phần quan trọng hàng đầu hàng đầu hàng đầu hàng đầu của môi trường sống, đồng thời nó cũng là cái địa bàn phân bố của dân cư, là nơi xây dựng các cơ sở kinh tế văn hóa xã hội, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, phải là thì nhân dân nào chẳng vậy, đất nước nào chẳng vậy, nó trải qua nhiều thế hệ, cái người dân đã tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu xương máu để tạo lập, để bảo vệ được cái vốn đất đai như ngày nay. Đấy là nói một cách lý thuyết chung chung, mà không phải lý thuyết nữa mà thực tế nó là như thế, đúng không ạ? Bây giờ nói đi một cách khác thì đất là nó một là cái nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của mỗi một quốc gia, rất là quý giá, nó là nguồn sống của nhân dân. Như vậy thì trong cái quá trình phát triển đất nước ấy, có rất là nhiều cái loại chủ trương, cái chính sách về đất đai đã ra đời thì với một cái đặc thù của cái thể chế thì những cái luật đất đai này luôn luôn người ta hướng tới một cái gì, cái quyền lợi của người dân, đồng thời cũng phải đảm bảo cái sự hài hòa lợi ích của nhà nước, của doanh nghiệp và của người dân trong cái việc quản lý và sử dụng cái vốn đất. Đấy. Phải làm sao mà nó có phục vụ, có hiệu quả cao nhất trong cái quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Thế thì đã bảo là từ một cái đất nước chuyển mình từ cái cơ chế quản lý cũ sang cái công cuộc đổi mới thì cũng không phải là dập khuôn một cái mới là mới ngay, thì người ta cũng có quá trình sửa đổi bổ sung để phù hợp với sự phát triển theo từng giai đoạn, làm đâu rút kinh nghiệm và sửa chữa đến 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 đó, rồi dần dần nó mới hoàn thiện, nó phù hợp với cái tốc độ phát triển của cái thời đại. Thế thì mới có cái sự sửa đổi luật đất đai. Thế thì bây giờ tại sao lại phải sửa đổi? Bởi vì những cái luật cũ ấy nó không phù hợp với cái quy luật phát triển trong quá trình hiện đại nữa, nó nảy sinh ra những nhiều cái bất cập, phải không? Nó nảy sinh ra nhiều cái sự bất cập, ví dụ như sự đầu cơ tích trữ này, rồi là người ta lại bóp méo thổi bong bóng vào thị trường bất động sản này. Nó dẫn tới một cái đơn giản, nó dẫn một cái việc ông
dẫn tới cái việc là có một cái lớp người nó bắt tay nhau, ví dụ như một số lợi ích nhóm hoặc là một số đại gia, thì nó có cái sự bắt tay, sự cấu kết lẫn nhau thổi giá vào thị trường bất động sản. Thế bây giờ cứ bảo lo an sinh xã hội, lo cho người dân rất là nhiều, nhưng mà cái đầu tư vào bất động sản ấy là một cái nguồn lợi nó rất là lớn. Giá càng lên cao thì cái giới đầu cơ nó càng phát triển nhiều, à nó lại càng giàu, càng xây dựng tốc độ cao thì nó lại càng 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 càng, càng có quyền sở hữu được nhiều nên nó lại càng tốt. Cái gì cũng đẻ ra nhưng đất đai đâu có đẻ ra. Thế gì gì vậy thì cái giá cả của thị trường bất động sản nó thổi bùng 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 nổ lên, nó lớn lên đấy. Nó dẫn tới có một cái những cái rất là oái oăm. Nó kéo cái sự cái vốn dĩ cái sự phân chia giàu nghèo trong xã hội thì lúc nào nó cũng có. Và cái khoảng cách thì bây giờ nói gì thì nói, cái khoảng cách giàu nghèo trong xã hội bây giờ nó phải nói là càng ngày càng lớn. Mặc dù chúng ta là gì? Mặc dù cái đất nước chúng ta là hướng tới cái gì đảm bảo lợi ích hài hòa của lợi ích của người dân, nhưng không thể phủ nhận được một cái thực tế trong xã hội là cái khoảng cách giàu nghèo. Thế vậy thì chỉ có cái tầng lớp giàu, tầng lớp có tiền ấy, người ta mới đủ cái nguồn lực để người ta thao túng, người ta quản lý, người ta mua vào, rồi người ta được cái gì, cái những cái diện tích đất đai rất là lớn. Nó dẫn tới cái việc, nó dẫn tới những cái việc là gì, thổi giá cả quá đắt đi. Thế người lao động bình thường này, người nghèo này, tầng lớp bình dân này muốn mua được một cái nhà có khi lại quá sức. Còn cái ông có tiền thì ông ấy muốn bao nhiêu cũng được, thế là tha hồ mà đầu cơ tích chữ. Cái sự phát triển thiên lệch này thì ví dụ như là một số thành phố của Trung Quốc ấy, bây giờ người ta rơi vào cái tệ nạn này một cách rất là khủng khiếp. Dân số thì ngày một già hóa đi, nhưng mà cái nhu cầu nhà ở không phải là không có. Nếu già hóa đi thì nó kéo theo cái nguồn thu nhập, nó kéo theo cái mức độ phát triển khác của an sinh xã hội là nó rất là khó khăn. Thế cái đồng tiền để mà cái tầng lớp người bình dân và người nghèo ấy mua được nhà ở một cách đúng nghĩa ấy, nó càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Cái lúc này thì chúng ta mới thấy có một hiện tượng là rất là nhiều những cái thành phố của Trung Quốc nó quy hoạch là từ 1 triệu dân trở lên, nhưng mà tại sao chỉ có 100.000 dân sinh sống? Bởi vì nó quá sức mua của người ta. Thế thành ra là thị trường bất động sản đã sụp đổ. Quy hoạch hiện đại lắm, ngon lành lắm. Nội thất rồi điện nước các thứ rồi không chê vào đâu được cả. Nhưng mà thành ra là những thành phố dành cho chuột, bọ và châu bò, súc vật sinh sống. Thế có phải khổ không? Thế đâu mà người dân vẫn thiếu nhà ở đấy chứ, đâu mà người dân đâu có thừa nhà ở. Thế thì bây giờ thì chúng ta có phải là phải với những cái sự biến động rất là dữ dội trong cái việc cái thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm vừa qua không quản lý kịp thời, không kiểm soát kịp thời, nó sẽ đi đến cái tình trạng như thế. Nó lại giống như cái tình trạng như Trung Quốc đang trả giá. Đấy là một cái sự nó không là một cái sự lãng phí vô cùng to lớn, thấy không? Thị trường thì sụp đổ, người là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Rồi cuối cùng kẻ ăn không lấy hết cũng chẳng ăn được đất, cuối cùng là thành làm ra những thành phố ma, thành phố chết. Đấy giờ bên này chỉ nói một cái cạnh thôi. Người ta tính ra ở Trung Quốc có đến 65 triệu căn nhà, bao gồm cả căn nhà độc lập và phòng ở chung cư rồi quy hoạch thành phố. 65 triệu căn hộ đấy. Đơn giản thế thôi. 65 triệu căn hộ này, thế bây giờ chúng ta bây giờ tính trung bình như ở Việt Nam chúng ta
Một gia đình tính mức bình quân đấy nha, bốn người, bốn người một gia đình. Trung bình trên 100 triệu dân thì chúng ta mới cần có đến 25 triệu căn hộ. Đúng không ạ? Tính trung bình là 4 người. Thế bây giờ 65 triệu căn hộ. 65 triệu căn hộ thì bây giờ tính, chúng ta tính đơn giản thôi, bằng 3 lần cái dân số, và 2 lần cái nước Việt Nam. Dân số Việt Nam thì có nhà ở. Thế bằng cả cả một cái đất nước Indonesia có nhà ở. Cái điều này nó vừa lãng phí, đúng không? Một mặt thì nó lãng phí tài nguyên, một mặt thì nó lại làm cho nó làm cho cái đời sống của người dân đấy nó càng ngày càng tụt, nó rất là khổ sở với vấn đề thừa nhà ở nhưng mà dân lại không có nhà mà ở. Đấy, đơn giản như thế. Thì những cái chính sách về đất đai thì người ta phải liên tục được cập nhật và bổ sung để tận dụng cái thế mạnh về của nước Việt Nam về nông nghiệp. Đấy, ví dụ từ nước nông nghiệp về từ nước lạc hậu rồi bây giờ lại trở thành nông nghiệp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thì người ta phải nói là nhắc lại quan điểm là trong quá trình thực hiện, trong quá trình phát triển của nền kinh tế xã hội rồi hội nhập sâu rộng vào với thế giới thì những cái luật đất đai cũ ấy nó sẽ bộc lộ ra nhiều cái gì, nhiều 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 cái bất cập, đúng không ạ? Những cái bất cập, những cái hạn chế tạo khe hở cho đầy những cái thiêu cái tham nhũng tiêu cực, gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước đi, lại ảnh hưởng đến lợi ích chính đáng của người dân, của doanh nghiệp. Và thực sự ra mà nói thì bây giờ không nói thì các cụ các mợ cũng biết là rất là nhiều những cái vụ án liên quan đến bất động sản này nó gây bức xúc trong dư luận nhân dân, từ đó mà nảy sinh ra những rất là nhiều những cái vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Điều này thì truyền thông người ta nói đầy ra đấy. Như vậy là về một khi mà người ta đã... thì đấy thì mới là cái nguyên nhân để lấy được cái công bằng xã hội, lấy được cái môi trường đầu tư thuận lợi thì người ta phải sửa đổi luật đất đai đi. Nhưng mà thưa mấy quý cụ quý mợ và báo cáo luôn quý trưởng thượng vừa nói chuyện với bên ải lúc nãy, đây là cái việc làm bảo là nhà nước cộng sản là sửa đổi luật đất đai đi để dễ cho con đường để cướp đất của dân. Đây là cái việc làm thành thói quen của các vị thôi, mỗi khi Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam làm những cái việc gì, đưa ra những cái chủ trương chính sách gì mới là các vị, hay người ta nói trong cái cơ bản ngôn ngữ chính trị ấy là các phần tử, các xấu này, các thế lực thù địch lại lập tức là tập trung vào xuyên tạc, tập trung vào đả kích. Và cái việc làm của các vị thì thực sự ra là đó là cái coi như là cái công việc là như cơm ăn áo mặc hàng ngày của các vị ấy, phải không? Còn đối với người ta thì sửa đổi luật đất đai đem lại lợi ích hài hòa cho người dân, cho nhà nước, cho doanh nghiệp thì bắt đầu thôi, không tin các cụ các mợ không tin biết ai mà xem ngay ngày mai ngày kia thôi, cái cường độ công kích xuyên tạc về cái vấn đề này nó lại sẽ nổi ra ầm ầm đầy trên các trang mạng, sẽ có, phải không? Nó không có cái gì khó khăn cả. Đấy là một khía cạnh, còn khía cạnh nữa lại chê trách vào cái chỗ là đất đai là cái sở hữu toàn dân mà nhà nước là đại diện làm chủ, thì các vị ngoài cái việc bảo là nhà nước thao túng thị trường đất đai để mà dễ bề ăn cướp đất của dân đấy, sao mà các vị lại còn nói đến cái chỗ chỗ con mẹ gì Việt Nam vẫn có nhiều khu phố mới thành khu phố ma rồi mà. Vâng, cái này thì nó có dấu hiệu nó manh nha lên thôi bác ạ, chứ nó cũng không phải là tệ hại. Ví dụ như Trung Quốc ấy, bây giờ Trung Quốc có 1 tỷ tư dân mà cái tỷ lệ người dân nghèo, người dân thất nghiệp, dân thiếu nhà ở, thiếu việc làm nó cũng cực kỳ là nhiều, nhưng mà thừa thừa đến 65 triệu căn hộ. 65 triệu căn hộ này là tính ra bằng 2 lần dân số Việt Nam mà có chỗ ở rồi đấy. Đúng không ạ?
Thế thì cũng do cái sự gì, cái buông lỏng, không phải là buông lỏng mà cái là do cái gì, cái phương thức quản lý mà chạy theo cái gì, chạy theo cái sự phát triển kinh tế rất là nhanh mà người ta không tính đến cái số quản lý bất động sản. Đấy là cái hậu quả của người ta. Đấy, thế bây giờ ngày trước hình như bên này cũng có nói đến một cái chỗ là cũng có nói đến một cái chỗ là sở hữu toàn dân. Lúc nãy quý trưởng thượng cũng nói đến thì bây giờ bên ải nói lại thôi. Nếu như không sở hữu toàn dân ấy thì để mà nhà nước quản lý ấy, thì nó dẫn đến để cho sở hữu tư nhân thì những cái bàn tay của các ông chủ tư nhân nước ngoài ấy, nó thò vào. Có phải không? Đã sở hữu là sở hữu tư nhân rồi, anh bán cho ai cũng được. Anh bán cho ai cũng được, miễn là còn làm được những cái thủ tục giấy tờ nó hợp pháp. Thế bây giờ những cái ông chủ nước ngoài nó thò tay vào, ví dụ như là mấy ông chủ Mỹ ấy, làm cho đến hơn 17 triệu hectare đất canh tác nông nghiệp tốt nhất của Ukraine bây giờ ấy, thì các ông nghĩ gì? Hay là ti tỉ những cái nước ở Nam Mỹ ấy, những cái đồn điền trang trại nằm hoàn toàn trong tay các ông chủ tư bản trong nước, nhưng các ông chủ tư bản trong nước lại chỉ là những ông chủ con cho các ông chủ lớn ở Mỹ. Cho nên có một những cái nền sản xuất nó rất là lệch lạc, nó phiến diện. Tại sao cũng là khí hậu nhiệt đới, cũng là khí hậu nhiệt đới, cũng là khí hậu nóng ẩm. Cái đất nước Dominica kia không được trường phép trồng cái gì mà chỉ trồng chuối, trong khi người dân thì đói. Thế thế thì làm sao? Hay là ta lại nhìn đến cái châu Phi, tài nguyên đất đai rộng lớn dồi dào ấy. Thế nó tập trung vào tay của những một số ông lớn ở trong đất nước đó lại là chỉ là các con của các ông lớn ở phương Tây thôi. Thế thì chỉ tập trung sản xuất vào một mặt hàng nào đó nó phục vụ cho chính quyền lợi của các ông chủ thôi. Da trắng thôi. Thế thành ra là gì? Người dân làm chủ đất nước mình nhưng mà lại làm thuê ngay trên chính mảnh đất của mình và đời đời nghèo đến bền vững, nghèo bền vững luôn. Các cụ các mợ thì xem đất nước Brazil, người ta xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, nhưng mà cái lợi nhuận của cà phê đó chính phủ Brazil được bao nhiêu, nó cái kiểu như thế. Hay là ông Argentina ấy, ông đem thịt bò ra thị trường thế giới bán nhưng mà mua gạo trở về cho người dân ăn thì bị người Mỹ làm khó làm dễ, phải mua thịt bò của Mỹ. Ô, vô lý nhỉ, có cái thằng đi đem thịt bò đi bán mà lại phải mua thịt bò về, không có nó gây khó khăn cho, giả sử như thế. Vậy thì bây giờ quay trở về cái kiểu như sở hữu đất đai mà bây giờ mà để cho sở hữu tư nhân ấy, thì cái liệu cái việc này nó có xảy ra không? Con người thì ai cũng có lòng tham mà họ sẵn sàng đi chạy theo đồng tiền, chạy theo lợi nhuận để họ bất chấp tất cả. Rồi đến một khi là những cái diện tích đất đai, đất sản xuất, đất màu mỡ, đất sản xuất tốt nhất ở cái chỗ nào nữa, ông rơi vào tay một số các ông chủ lớn ở trong nước, các ông chủ lớn ở trong nước cái tiềm lực lại yếu hơn các ông chủ lớn ở nước ngoài nữa. Thế đương nhiên họ lũng đoạn được cả một cái nền kinh tế của mình rồi. Không cần đánh mà cũng tự sụp đổ. Đúng không ạ?